khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jed Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm,
các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liệu ép phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Stritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công. Vấn đề bạc là bắt trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các tại vòng loại không ai phát hình đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Stritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn.
họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn, họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ An Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntadir Mohamed, tiền đạo Reza Fathin, đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntadir Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ An Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntadir Mohamed, tiền đạo Reza Fathin, đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntadir Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq,
Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Grun, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsombon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin,
Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Grun, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ridha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Grun, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia.
Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntadir Mohamed, tiền đạo Red Hà Phát Hình đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntadir Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ridha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntadir Mohamed, tiền đạo Red Hà Phát Hình đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntadir Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ridha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người
để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Issi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ An Jasim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jasim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsombon, Guntapong Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Issi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ An Jasim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jasim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsombon, Guntapong Kerelang.
Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Diễn ra U23 và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphan, câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Ishi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà, rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Radhi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ridha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsombon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Ishi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà, rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Radhi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công.
Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suphanwit Rajaratne, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntada Mohamed, tiền đạo Ritha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suphanwit Rajaratne, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự.
Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Red Hà Phát Hình đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Phaephimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsombon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Red Hà Phát Hình đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Mawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Phaephimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsombon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq.
Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà, rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fahin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1-3 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các con Huit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng ngọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà, rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fahin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, mẹ đã chủ dự đoạn hải Murtaza Saddam, Abdul Amir, Jace Ismail, Ahmed,
Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Supongit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Phaephimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan, khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Ritha Fathin đều là các cầu thủ tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Supongit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Phaephimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Song có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến,
Huấn luyện viên Radhi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fahin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Phonwit Rajiat, Phonchisat, Bursa Kutkraik Kuran, Phon Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của thêm vào đó. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Issi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Radhi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fahin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suphanwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Kraik Kuran, Phon Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may chùa vàng khó với những Iraq, Tajikistan. Muốn lộ nhật, Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất nát Menta, tiền bộ chủ quản này.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Issey Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì loại quân cấp và phép tự ông đứa tấn công lớn, họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan cũng hơn, họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ An Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jensen, Purachet, Sita Bonha, Terasak Phaephimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Issey Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không? Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ An Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Phaephimai, Setasit Suvaneset.
Natcha Promsambon, Kuntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Sufanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapon hay Songgut có thể trở thành bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Radhi Senasin có trong tay những quân bài chất lượng từ ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ridha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayfonjesen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Sufanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapon hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều, U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Trên tuyến, huấn luyện viên Radhi Senasin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jace Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi.
họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Suran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Gutapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Là bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Arab Saudi tàn. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á sao quan trọng mà nổi bật nhất là Sufanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Tatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà, rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ còn có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jason Muntada Mohamed, tiền đạo Ritha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krajkuran, Purachet Sita Bonha, Terasak Faefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Thăm may rủi thằng ta dịch, muốn U23 từng vào trận đấu với Iraq điều thuốc thử hạng. Đại diện ngôi sao đội bóng nước đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia ông Issi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023,
người hâm mộ hiểu rằng UE3 Thái Lan có thể đi tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều UE3 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của UE3 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Radhi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jed Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ridha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asia, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Radhi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jed Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ridha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào lúc 20
22:30 ngày 16 tháng U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khi bóng chuồng rơi vào bảng đấu Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senasin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntada Mohamed, tiền đạo Reza Fahin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh phá ấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senasin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntada, tiền đạo Reza Fahin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Sam, Murtaza Saddam,
Abdul Amir, Karasat, Chase Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Grun, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Phe Phimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 khó cho Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vào khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senasin có trong tay những quân bình quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntada Mohamed. Tiền đạo Ritha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1. Iraq Asata Trầm Hà Mạc Thái Lan cầu thủ Suponwit Rajia Phong Sòng Chi Sát Conap Busan Ekron Jason Thosanit Sita Bonha Terasak Phe Phimai Setasit Suvaneset Sombon Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này còn đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh.
Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không? Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ratih Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Mutasa Saddam, Abdul Amir, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không? Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ratih Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Mutasa Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Itbonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng,
mà nổi bật nhất là Soufanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fahin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jed Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Soufanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ sắc, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, đội trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim, tiền vệ Muntader Tim đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jed Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Awi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran, Phong Jason,
Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan, khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu dù khiến đội Barcelona nhỏ nhất thuộc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta về không được cố ý cho dù đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Issi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jasim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jasim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dù Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phongsakon, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Prom Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan, khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định giữa U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chủ khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Issi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jasim sẽ đá chính. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jasim là tiền vệ Muntader Mohamed,
tiền đạo Red Hà Phát Hìn đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ridha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Gurun, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terra Feimai, Neset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Radhi Senasin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntada Mohamed, tiền đạo Red Hà Phát Hìn đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ridha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Gurun, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Phaephimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan. Khó cho đại diện á, định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào 12:00 ngày 10. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng
PC Masao độ loại có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ratih Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntadir Mohamed, tiền đạo Reza Fathin, đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jed Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntadir Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ratih Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntadir Mohamed, tiền đạo Reza Fathin, đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jed Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntadir Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4.
U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà, phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sitterasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsombon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau như làm được ở vòng loại 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Reza Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam,
Abdul Amir, Karasat, Jais Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakorn Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Krayakkuran, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Phaephimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsombon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Sufa. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Tetapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Jassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Jassim là tiền vệ Muntada Mohamed, tiền đạo Ritha Fathin của quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jais Ismail, Muntada Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía dự kiến gồm các cầu thủ Yat, Phongsakorn Chisat, Krayakkuran, Phong Jensen, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Phaephimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsombon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà có đội hình. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, tôi hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng cứ ra biển lớn, họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công. Có điều U23 chủ động hơn, họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh.
Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không? Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Radhi Senasin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Al Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia. Trận đại vội của đấu cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Red Hà Phát Hình đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ lên tấn công. Của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã sẵn để kết liễu đối thủ. 3 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến Hassan, Jet Mutasa, Abdul Jet Hassan Sim, Mỹ về phía ưu tiên gồm các cầu thủ Supon Gitraziat, Phong Sakon Sisat, Chonapat Kuran Tesa, Terasak, Phae Phimai, Tetasit, Suvanesa, Yatcha Promsong, Nhà bà Iran cho đại nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để hướng lực có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong, hay Song Gut niềm hy vọng trưởng đội ông Isi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những diễn cấp và Asia, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có bình tĩnh thủ. Trạng thái phản trẻ của Thái Lan dụng cơ hội được tuyến trên này quân bài quốc gia cho trẻ chính cơn ảm vậy trong World Cup anh cùng Jaysim là tiền vệ Muntader Mohamed. Tiền đạo Red Hà Phìn lên quốc gia cận chỗ lo đợi hơn và tốc độ thủ trẻ cánh lên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chuẩn sẵn kết liễu đối thủ. Giữa ba Thái Lan, đội bao gồm Abbasem, Sadam, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassi Phát Hình, An Hamawi. Hai ba Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Supon Gitraziat, Osakon, Chonapat Busan, Songgut Greg Gurun, Fon Jason, Purachet Thosanit, Sita Abna, Terasak, Phae Phimai, Setasit Suvaneset, Natcham, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán bóng đá U23 Thái Lan C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng.
diện Đông Nam Á quan trọng nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nishi Masatada xuất hiện lần với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan công nghệ lớn, họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn, họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Thái Lan hội được bên kia chiến tuyến, Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ An Yasin sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yasin là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq, Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jed Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến gồm các cầu thủ Suponrajiat, Chonapat Bosan, Songgut Graikuran, Phong Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Faevimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapong. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng, mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý cho dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia, ông Nishi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu ba Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi xem những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ An Yasin sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yasin là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Kỹ thuật của các cầu thủ chạy vào xuyên vòng cấm, các tiền đạo cao và đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán 2-1 gồm Pat Mayer, Bin Hassan, Fatimian Hamawi. Về phía U23 Thái Lan dự kiến Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Graikuran.
Pondisen, Sanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Kuntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan khởi đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Tajikistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà nổi bật nhất là Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ dự giải. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đã nỗ lực thuyết phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có đội hình tốt nhất trong khả năng. Những cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Ishi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan không thể cứ tấn công ngây thơ khi ra biển lớn. Họ cần có chiến thuật phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của đối thủ từ phần sân nhà, rồi chuyển trạng thái phản công nhanh. Vấn đề là các chân sút trẻ của U23 Thái Lan có thể tận dụng cơ hội được hay không. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Rathi Senaisin có trong tay những quân bài chất lượng từ đội tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ An Yassim sẽ đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ cánh này là cơn ác mộng của hàng thủ Việt Nam và Indonesia trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Đồng hành cùng Yassim là tiền vệ Muntader Mohamed, tiền đạo Redha Fathin đều là các cầu thủ từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận trận đấu của Iraq sẽ không thay đổi. Họ là đội bóng được đánh giá mạnh hơn và sẽ tràn lên tấn công. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ chạy cánh sẽ đóng vai trò xuyên phá. Trong vòng cấm, các tiền đạo cao to và mạnh mẽ đã chờ sẵn để kết liễu đối thủ. Dự đoán U23 Iraq 2-1 U23 Thái Lan. Đội hình dự kiến U23 Iraq bao gồm Hassan Abbas, Jet Tassem, Murtaza Saddam, Abdul Amir, Karasat, Jace Ismail, Muntader Mohamed, Bin Hassan, Ali Jassim, Ritha Fathin, Amian Hamawi. Về phía U23 gồm các cầu thủ Suponwit Rajiat, Phongsakon Chisat, Chonapat Bosan, Songgut Greg Guran Jason, Purachet Thosanit, Sita Bonha, Terasak Fayefimai, Setasit Suvaneset, Natcha Promsambon, Guntapon Kerelang. Nhận định bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan khó cho đại diện Đông Nam Á. Nhận định dự đoán kết quả bóng đá U23 Iraq với U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. U23 Thái Lan hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận đấu với U23 Iraq. Lá thăm may rủi khiến đội bóng xứ chùa vàng rơi vào bảng đấu khó với những Iraq, Ả Rập Xê Út và Pakistan. Muốn làm nên bất ngờ, U23 Thái Lan phải tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất và trận đấu với Iraq chính là liều thuốc thử hạng nặng. Đại diện Đông Nam Á vắng một số ngôi sao quan trọng mà Suphanat Muenta. Tiền vệ này không được câu lạc bộ chủ quản đồng ý. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT phục được một số đội bóng trong nước nhà người để huấn luyện viên Sritaro có được khả năng. Cầu thủ như Terasak, Guntapong hay Songgut có thể trở thành niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Thêm vào đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Ishi Masatada xuất hiện ở đội U23 Thái Lan với vai trò cố vấn đặc biệt. Sau những gì làm được ở vòng loại World Cup và Asian Cup 2023, người hâm mộ hiểu rằng U23 Thái Lan có thể đi theo con đường tương tự. Bóng đá Thái Lan có thể cứ tấn công ngây thơ phù hợp hơn và phòng ngự phản công là lựa chọn an toàn. Có điều U23 Thái Lan sẽ chơi bóng chủ động hơn. Họ có thể bình tĩnh thoát khỏi vòng vây của nhà rồi chuyển trạng thái phản công nhanh.